Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới. Ban biên tập luôn cập nhật liên tục những tin tức an ninh thời sự đáng chú ý trong nước và thế giới. Ngay sau đây mời quý vị đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với tin mới. Thưa quý vị, chúng ta đã quá rõ tại sao Mỹ lại chọn Trung Quốc làm đồng minh chứ không phải là Việt Nam. Điều này đã khiến cho Việt Nam dù muốn trung lập nhưng cũng đành phải hợp tác với Liên Xô để tồn tại. Khi đó thì mình sẽ nhận được viện trợ của Liên Xô và ngược lại thì Liên Xô sẽ được thuê cảng Cam Ranh của mình để làm căn cứ quân sự. Câu hỏi đặt ra là Cam Ranh có cái gì mà Liên Xô, rồi đến bây giờ thì hầu hết các nước lớn trên thế giới đều ham hố như vậy. Vịnh Cam Ranh có diện tích 60 km², nước sâu từ 16 đến 25 mét, có nơi sâu nhất là 32 mét. Nó tuyệt vời ở chỗ là nó không có đá ngầm, mà lại có núi cao trên 1.000 mét che chắn ở bên ngoài, bên trong là đất liền. Cam Ranh nổi tiếng là vịnh kín gió, dù bên ngoài có bão, có sóng gió với cấp 5, cấp 6 thì bên trong không bao giờ sóng tới cấp 3, rất lý tưởng cho tàu thuyền neo đậu. Cấu tạo địa hình như vậy tạo cho vịnh Cam Ranh có một vị thế độc nhất vô nhị bên cấp bờ của Biển Đông, để có thể đón nhận nhiều tàu lớn trú ngụ, tiếp nhiên liệu và sửa chữa. Một quân cảng được hỗ trợ bởi một sân bay quân sự nữa thì đó sẽ trở thành một tổ hợp quân sự cực kỳ hoàn hảo. Núi cao có thể đặt các trạm radar bao quát những vùng biển rộng lớn với bán kính hàng nghìn cây số. Dưới vịnh có thể đào những đường hầm vào sâu lòng núi để cất giấu tàu ngầm. Địa thế của vịnh Cam Ranh có thể nói là quá tuyệt đẹp, công thủ đều tốt. Từ Cam Ranh, tàu buôn và tàu chiến hạm có thể nhanh chóng tiếp cận các con đường huyết mạch của thế giới ngang qua Biển Đông. Trong khi đó thì Biển Đông lại là một con đường quốc lộ hàng hải tấp nập nhất thế giới. Hàng ngày có 1/4 tàu vận tải cỡ lớn của thế giới đi qua đây. Nếu tính cả tàu quân sự thì bình quân mỗi ngày có cả ngàn chiếc qua lại. Tất cả tàu chở dầu từ vịnh Ba Tư qua Ấn Độ Dương đi qua eo biển Malacca để đi lên Đông Bắc Á đều phải đi qua Biển Đông. Cái ít hầu là ở chỗ này, Mỹ hay Trung Quốc mà vớ được Cam Ranh thì họ lại đặt tên lửa ở đấy làm chốt suốt BOT rồi. Rồi thu tiền thì cứ phải nói là sống 10 đời cũng chẳng hết. Biển Đông không chỉ là vùng có quyền lợi gắn bó với các nước xung quanh mà còn liên quan đến quyền lợi của các nước lớn như là Mỹ, Nga, Nhật và kể cả là Ấn Độ vì hàng hóa của họ đều đi qua đây. Chính vì thế nên tranh chấp ở Biển Đông đã trở thành cuộc tranh chấp của Mỹ, Nhật, Nga, Ấn Độ và ASEAN là như vậy. Theo giới chuyên gia quân sự đánh giá, một chiếc tàu ngầm diesel với vận tốc 10 hải lý trên giờ chỉ cần 3 tiếng đồng hồ xuất kích từ Cam Ranh đã có thể tiếp cận với giao thông của Biển Đông rồi. Tàu ngầm nằm dưới nước với vũ khí như hiện nay có thể vươn tới bất cứ nơi nào trên vùng biển địa chiến lược này. Cam Ranh không chỉ bảo vệ vùng biển, các đảo và tài nguyên trên biển mà nó còn là căn cứ để bảo vệ Tây Nguyên và phía Nam của Việt Nam. Nói về cái độ đẹp của Cam Ranh thì chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm đã từng nói rằng nếu cộng Cam Ranh với căn cứ Subic và Crac của Philippines thì sẽ tạo thành một thế liên hoàn, xem như toàn bộ Biển Đông đều bị quyền soát và có thể chi phối cả Biển Đông. Năm 1966, cựu Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson có ghé thăm cảng Cam Ranh. Trong chuyến thăm đó, báo chí của Mỹ đã phải ca ngợi Cam Ranh rằng ai chiếm được Cam Ranh, kẻ đó sẽ chiếm được một nửa Trung Quốc, có thể kiểm soát được tuyến đường vận tải huyết mạch Á-Âu. Ví một cách đơn giản thì Việt Nam như một cô gái đẹp, với Cam Ranh là một nơi có nước nôi đầy đủ. Ông nào ông đấy nhìn vào cũng chỉ muốn đưa tàu của mình vào Cam Ranh để đóng quân. Chính vì thế mà tuyệt đối không cho ông nào nhòm ngó kể từ sau ngày hết hợp đồng với Liên Xô. Vì để các ông đút tàu vào thì dễ, nhưng khi đuổi các ông ra thì vô cùng khó, khi giống đời nó vậy. Các ông xin thờ thì dễ, nhưng để các ông giữ lễ, lúc đấy nó mới khó, lỡ ngỡ là nó trở mặt ngay. Quay trở lại với câu chuyện Liên Xô thuê cảng Cam Ranh của mình năm 1978, đó là thời điểm mà Liên Xô vẫn đang rất muốn tìm cách khắc chế lại liên minh Mỹ-Trung. Thế nhưng, sau khi mà Mỹ dưới thời của Tổng thống Reagan đã bắt đầu quay xe, muốn cải thiện với Đài Loan và vẫn muốn bán vũ khí cho vùng lãnh thổ này, thì câu chuyện liên minh Mỹ-Trung chống Việt Xô đã giảm nhiệt đi rất nhiều. Mỹ đã quay xe với Trung Quốc và không thực hiện cam kết về vấn đề Đài Loan, khiến cho Trung Quốc lúc này buộc phải nối lại quan hệ với Liên Xô. Tháng 3 năm 1982, Brezhnev đã công khai kêu gọi cải thiện quan hệ Trung-Xô. Trung Quốc đã nêu ra 3 yêu cầu để bình thường hóa quan hệ với Liên Xô. Một là Liên Xô không ủng hộ Việt Nam chống Campuchia.
hai là Liên Xô phải rút quân khỏi Afghanistan khi mà đã đưa vào đó từ năm 1979. Ba là Liên Xô phải từ bỏ việc triển khai quân đội tại biên giới Xô-Trung. Đây là ba điều mà Liên Xô chỉ đồng ý rõ ràng khi bà Gorbachev lên làm Tổng Bí thư. Chính sách đối ngoại của Gorbachev là cải thiện quan hệ hơn nữa với những quốc gia thù địch cũ, trong đó có Mỹ, Trung Quốc và các quốc gia khác ở châu Á. Thế nhưng, cái quan hệ ưu tiên số 1 vẫn là Trung Quốc. Ngay sau khi Gorbachev lên nắm quyền, thì Thủ tướng Trung Quốc là Lý Bằng đã tới Moscow vào tháng 6 năm 1985 để ký một hiệp định hợp tác kinh tế và công nghệ. Lý Bằng viếng thăm Liên Xô thêm một lần nữa vào tháng 12 của năm đó. Trong các cuộc hội đàm ở Moscow, Lý Bằng đã khẳng định với Gorbachev rằng sẽ không có khả năng hai nước bình thường hóa quan hệ nếu Liên Xô tiếp tục ủng hộ sự hiện diện quân sự của Việt Nam trên lãnh thổ Campuchia. Ngay lập tức, lãnh đạo Liên Xô đã bác bỏ ý kiến, cho rằng Liên Xô sử dụng Việt Nam để quấy rối Trung Quốc. Trung Quốc đặt Liên Xô trước sự lựa chọn, một là quan hệ với Trung Quốc, hai là quan hệ với Việt Nam, không được chọn cả hai. Cuối cùng, Gorbachev đã quyết định chọn Trung Quốc, dù không vồ vập đến mức sẵn sàng đánh đổi bằng mọi giá, thế nhưng Liên Xô đã có hàng loạt những nhượng bộ hạ mình để đạt được quan hệ với người hàng xóm. Liên Xô đã chủ động đưa ra những giải pháp hòa giải dần theo hướng Trung Quốc yêu cầu. Với việc chọn Trung Quốc thì thái độ của Liên Xô với Việt Nam tất nhiên cũng sẽ thay đổi. Liên Xô dần thuyết phục Việt Nam nên rút quân sớm khỏi Campuchia để chấm dứt cuộc xung đột này, vì họ cho rằng cuộc xung đột này ảnh hưởng tới quan hệ của Liên Xô với Trung Quốc và cả Đông Nam Á, đồng thời thì nó còn hạn chế khả năng tiếp cận của Liên Xô tới khu vực này. Đây cũng chính là lý do mà tại sao năm 1988, Trung Quốc tự tin đánh chiếm đảo Gạc Ma của mình mà không hề sợ hãi gì cả. Đơn giản, bởi có Liên Xô đang trên bờ sụp đổ thì họ đã mua chuộc rồi, thế thì còn cái gì nữa đâu. Với Mỹ thì Việt Nam ngày đó vẫn chưa có quan hệ gì cả, thế nên cũng muốn gọi các nước đồng minh ra cứu lắm. Thế nhưng chẳng có ai, có mỗi ông anh Liên Xô thì gọi điện lại thấy thuê bao. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao Trung Quốc lại chọn Gạc Ma để chiếm? Đơn giản bởi Trung Quốc muốn có một pháo đài ở trung tâm Biển Đông. Bãi đá Gạc Ma gần như nằm ở giữa Việt Nam và Philippines. Ở vị trí đó, Việt Nam muốn lấy lại cũng rất khó khăn vì xa bờ. Trung Quốc muốn ở một vị trí an toàn. Và với việc chiếm được Hoàng Sa, họ có được một thế gọng kìm tam giác từ Hải Nam xuống Hoàng Sa và Gạc Ma để khống chế Biển Đông. Thời điểm đó, Việt Nam cũng không có tàu chiến hiện đại và đủ sức để lấy lại được. Vậy thì câu hỏi quan trọng hơn đó là Liên Xô ở đâu trong vụ này? Liên Xô mà mình đã cho thuê cảng Cam Ranh lúc đó đang ở đâu? Tại sao Liên Xô lại không ra cứu? Vấn đề này trong bài phỏng vấn Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trên báo Dân Trí, ông cũng đã nói về Đại tướng Lê Đức Anh và câu chuyện Gạc Ma này rằng lúc đó đã có hiệp định về an ninh với Liên Xô và hạm đội Thái Bình Dương của Liên Xô thì đang đóng ở Cam Ranh. Ở vị trí của mình, ông Lê Đức Anh hiểu Liên Xô sẽ né tránh việc va chạm với Trung Quốc nên thay vì đề nghị Liên Xô giúp đỡ về vũ khí, ông chỉ muốn họ cử một chiếc tàu chở nước tiếp tế cho bộ đội ở Trường Sa như một thông điệp về sự hiện diện của Liên Xô ở khu vực đó. Thế nhưng điều này đã bị từ chối. Từ đó trở đi, khái niệm độc lập tự chủ một cách thực tiễn đã hình thành trong đầu của ông. Đó là độc lập cả về kinh tế, chính trị và độc lập cả về quốc phòng an ninh. Thời điểm yêu cầu hạm đội Thái Bình Dương của Liên Xô rời khỏi Cam Ranh, ông Lê Đức Anh có nói với ông Nguyễn Chí Vịnh rằng ngay cả một cái tàu nước mà Liên Xô cũng không giúp mình thì trông cậy gì vào những việc lớn khó hơn. Nhưng ngược lại, Liên Xô còn ở đây với đầy đủ tàu ngầm và tên lửa đầu đạn hạt nhân thì không bao giờ quan hệ của Việt Nam và Trung Quốc hòa hoãn được. Đây là những mối quan hệ vô cùng rối rắm, mà nếu như không nghiên cứu một cách chậm rãi thì không thể hiểu nổi tại sao nó lại như vậy. Định nghĩa về bạn và thù là một việc làm vô cùng khó. Mỹ đánh mình tơi tả, nhưng ngay sau khi vừa đánh xong thì mình lại muốn làm bạn với Mỹ để kiềm chế Trung Quốc. Thế thì Mỹ được gọi là bạn hay thù? Với Mỹ, họ luôn cho rằng Việt Nam là tiền đồn của Liên Xô và Đảng Lao động Việt Nam là cánh tay nối dài của Cộng sản quốc tế. Chính vì thế mà Việt Nam được đưa vào danh sách cần phải xóa bỏ để ngăn chặn sự lan tràn của chủ nghĩa Cộng sản ở Đông Nam Á. Và đó cũng chính là nguyên nhân sâu xa của những quyết định leo thang chiến tranh và đẩy nước mình vào một cuộc chiến đẫm máu với số lượng bom đạn trút xuống lãnh thổ Việt Nam còn nhiều hơn cả trong Thế chiến thứ hai. Đó là về Mỹ. Việc làm của họ với Việt Nam có lẽ cũng không có gì quá rối ren, khó hiểu như Trung Quốc, một đất nước láng giềng, một đất nước có chung ý thức hệ với mình.
Thế nhưng quan hệ hai nước lại vô cùng phức tạp. Đảng Cộng sản và nhà nước Trung Quốc đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp kháng chiến cứu nước của nhân dân ta trong công cuộc đánh bại thực dân Pháp. Đó là những sự giúp đỡ mà mình không bao giờ quên được. Thế nhưng ngược lại thì Trung Quốc luôn đặt mình sau lợi ích của quốc gia họ và có những cái vô cùng lắt léo. Ngay từ khi thực dân Pháp thất bại ở Việt Nam, Trung Quốc đã tính đến việc mở rộng tầm ảnh hưởng của mình ở khu vực này. Họ đóng một vai trò rất lớn trong việc thỏa thuận với Anh và Pháp về việc chia cắt hai miền Nam Bắc. Khi Mỹ thực hiện can thiệp quân sự vào miền Nam Việt Nam thì Trung Quốc lại muốn biến miền Bắc thành lá chắn, thành vùng đệm của họ. Không những thế, họ còn muốn lôi Việt Nam ra để làm con bài thỏa thuận với Mỹ năm 1972. Từ giữa thập kỷ 60, khi Liên Xô đang tăng cường viện trợ cho cuộc kháng chiến của Việt Nam, Trung Quốc đã công kích mạnh mẽ việc chống Liên Xô, kiềm chế và gây áp lực với Việt Nam để làm lợi cho Mỹ đúng vào giai đoạn cuộc chiến đang quyết liệt nhất. Khi chiến tranh kết thúc năm 1975, một Việt Nam thống nhất lại bị coi là trở ngại cho chiến lược bành trướng của Trung Quốc ở Đông Dương. Sự việc có tính chất chiến lược này đã đẩy quan hệ Việt-Trung vào thế đối đầu cho tới khi kết thúc chiến tranh lạnh. Trong suốt thời gian đó, Trung Quốc đã công khai chống Việt Nam từ việc vận động Mỹ chống phá Việt Nam trong vấn đề Campuchia, ủng hộ chính sách bao vây, cấm vận của Mỹ với Việt Nam sau năm 1975. Đỉnh điểm là cuộc chiến tranh biên giới vào tháng 2 năm 1979 và cuối cùng là Liên Xô, một đất nước không thể không nhắc đến trong chiến tranh Việt Nam, một đất nước đã giúp đỡ Việt Nam rất nhiều và đã góp phần làm nên chiến thắng của cách mạng Việt Nam. Thế nhưng quan hệ giữa Liên Xô và Việt Nam cũng phải trải qua rất nhiều những thăng trầm, là nước được coi là đứng đầu phe chủ nghĩa xã hội sau chiến tranh thế giới thứ hai và cũng là nước chi phối phong trào cộng sản thế giới sau năm 1945. Thế nhưng Liên Xô lại có những chủ trương, những chính sách gây khó khăn cho phong trào giải phóng dân tộc của các nước, điển hình là việc Stalin không muốn công nhận Đảng Lao động Việt Nam và nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Stalin không trả lời hầu hết các bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc đề nghị Liên Xô công nhận nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa non trẻ. Mãi tới năm 1950, khi có tác động của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì họ mới công nhận, thế nhưng luôn trong tình trạng nghi ngờ. Kể từ đầu năm 1960, khi Mỹ trực tiếp đưa quân vào tham chiến và mở rộng chiến tranh ở Việt Nam, Liên Xô đã dành cho sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Việt Nam một sự ủng hộ và giúp đỡ có ý nghĩa quyết định. Đây là những hành động giúp đỡ mà mình không thể nào quên được. Thế nhưng, sau khi Việt Nam giải phóng được đất nước thì mọi thứ lại khác. Năm 1978, Việt Nam và Liên Xô ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác. Hiệp ước này có điều khoản quy định, mỗi bên sẽ áp dụng các biện pháp thích đáng để hỗ trợ bên còn lại, trong trường hợp một trong hai bên bị tấn công hoặc đe dọa. Thế nhưng khi Trung Quốc tấn công Việt Nam vào tháng 2 năm 1979, điều khoản này đã không được Liên Xô thực hiện vì họ đang còn quá nhiều khó khăn trong đối nội và đối ngoại. Không những thế, ở cuối giai đoạn cầm quyền của Gorbachev, Liên Xô đã rơi vào khủng hoảng trầm trọng, buộc phải tìm cách cải thiện với Trung Quốc. Năm 1988, Liên Xô đã chấp nhận yêu sách của Đặng Tiểu Bình về việc ngừng viện trợ cho Việt Nam để gây áp lực với Việt Nam trong vấn đề Campuchia để đổi lấy mối quan hệ của họ với Trung Quốc. Họ đã làm ngơ khi Trung Quốc mang quân đến chiếm đảo Gạc Ma. Đây có lẽ là những minh chứng rõ nhất để cho ta thấy được hai chữ độc lập nó quan trọng như thế nào. Đơn giản bởi nước nào cũng có động cơ của họ ở đằng sau mà thôi. Mình không thể đi với nước này để chống nước kia, ngả theo phe này để chống phe kia. Việt Nam là Việt Nam. Việt Nam là một nước ủng hộ lẽ phải, chứ Việt Nam không ủng hộ phe nào cả. Nhiều người cứ cho rằng phải ngả về Mỹ để bảo vệ chủ quyền quốc gia, hoặc là phải bằng mọi giá thoát Trung Quốc thì mới có thể phát triển. Đây chỉ là suy nghĩ một chiều và không có cơ sở. Chẳng nước nào cho không mình cái gì cả. Chẳng có nước nào họ giúp mình vô điều kiện, chỉ có tự vươn lên bằng năng lực của chính mình, tự chủ động định vị mình trên bàn cờ thế giới thì mình mới có thể giúp Việt Nam đứng vững được. Và một khi vẫn có tư tưởng làm con tốt thì suốt đời phải chịu sự điều khiển của người khác mà thôi. Lúc đó chắc chắn không bao giờ có hai chữ tự do mà Bác Hồ đã mang về cho dân tộc. Ở góc độ cá nhân, người ta làm quần quật cả ngày để kiếm tiền, cuối cùng cũng chỉ để tự do tài chính. Chỉ khi có tự do tài chính mới giúp họ đạt được tự do cá nhân, được làm mọi việc mình thích mà không phải lệ thuộc vào ai. Đứng ở góc độ một quốc gia cũng y hệt như vậy. Ông cha ta đã phải trả những cái giá quá đắt để mang về hai chữ tự do cho dân tộc. Chính vì thế mà nhiệm vụ của con cháu là phải học tập, phát triển để giữ gìn nó, chứ không phải tinh ăn, người làm, đi phụ thuộc vào một nước nào đó để sống kiếp làm mọi, để làm con rối cho nó điều khiển.
Đây cũng chính là lý do tại sao trong thư gửi học sinh nhân ngày khai giảng đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ngày 15 tháng 9 năm 1945, Bác Hồ đã phải viết rằng non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được sánh vai với các cường quốc Nam Châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công lao học tập của các cháu. Chỉ có học để đứng trên đôi chân của mình, lúc đó mới có được hai chữ tự do cho cá nhân và cho dân tộc. Xin kính chào quý vị, chương trình hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là phần điểm những thông tin chính có trong chương trình.